Lâm chào mừng quý vị các bạn đang đến với chương trình Lò Võ Tiểu Lâm 2020. Ủa sao chị Hương kỳ vậy? Ủa em biết anh Trung Trân chị Hương xuất hiện? Thì bởi vậy chưa biết gì trơn đang quan mang. Tự nhiên thấy em bàn tay em bóc chị Dục ở đây. Trời ơi, vậy em học lộn rồi. Vậy em biết em lum la. Thôi bởi vậy bây giờ em dân đâu? Vậy giờ em làm lợn nghe. Biết rồi. Em dân ra nha. Nghệ sĩ Trung Trân xuất hiện, xuất hiện. Ôi trời. Ủa chị Hằng. Vậy? Ủa sao chị mang dép vô? Thấy em vừa em múa võ chị sợ quá. Trời ơi, em dễ biến lộn vòng ở trong chị mang dép đi. Chị là chân yếu tay mềm mà thấy em múa võ chị sợ, chị phải thủ thẳng đừng chị trời chạy. Biến Trung Trân tự nhiên cái biến lộn chị Hằng luôn. Tại sao em học cái gì mà kiểu biến gì kỳ lạ vậy? Sẵn em biến lộn đây cái mình vui vẻ đây luôn. Ai cũng chê em hát dở trơn á. Nhưng mà em dở thiệt. Nhưng mà em dở thiệt. Thì đó, bây giờ là em đi tới Lò Võ Tiểu Lâm là em học nghề. Bây giờ học nghề hát á là em học chị Hằng. Còn học cười mà học cười giòn tan là em phải học chị Hương. Nhưng mà cười sao? Cười hát hay là cười vui? Cười để bắt cái mồi để cho chị được vô cái câu giọng cổ cho nó có áp phê vui để vẻ chị vô thoải mái. Chị chỉ em nha, chị chỉ em á. Hai chị em mình cùng cười, 2, 3. Mở khoang miệng, size XXL ra. Mặt tươi sáng, 2, 3. Đẩy hết hơi. Trời ơi là trời, trời ơi. Nè. Ôi tiếng cười vỡ vụn giữa không gian như thời gian lời đưa tiền. Xin hãy cạn chén rượu hàng gì cho ngất ngây say mà mơ ước